Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kể về câu chuyện làm thế nào để có thể tạo ra được những hạt ngọc trai. Như quý vị đã biết, ngọc trai là loại đá quý duy nhất được tạo ra từ cơ thể sống, và nó là một món quà rất quý giá đến từ đại dương. Và tất nhiên nó cũng trở thành sự khao khát sở hữu của rất nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, để có thể có được một hạt ngọc trai phải trải qua một quá trình rất lâu dài, và chính bản thân con trai cũng phải chịu đựng rất nhiều sự đau đớn. Thông thường thì chúng ta biết có hai loại ngọc trai, đó là ngọc trai tự nhiên và ngọc trai nhân tạo. Thì dù cho ngọc trai tự nhiên hay là ngọc trai nhân tạo đi nữa, nó cũng hình thành theo một cách tương tự nhau. Đó là với ngọc trai tự nhiên á, thì khi con trai sống dưới nước, tình cờ có một hạt cát hay một hạt sỏi gì đó rơi vào người nó, thì để chống lại những nỗi đau mà hạt cát hay hạt sỏi đó rơi vào trong người nó, thì nó phải tiết ra một chất nhờn bao bọc lại hạt cát, hạt sỏi đó để cho thân thể của nó bớt đau. Và dần dần như vậy, qua năm tháng thì trở thành một hạt ngọc trai thực sự. Đối với những viên ngọc trai nhân tạo thì người ta sẽ dùng một chiếc dao nhỏ rất là sắc bén để mổ thân thể con trai ra, sau đó cấy vào con trai đó những hạt cát hay hạt sạn nào đó tùy theo kỹ thuật của mỗi người. Rồi theo bản năng tự nhiên thì con trai cũng sẽ tiết ra những chất nhờn để bao bọc lấy những gì mà con người đã cấy ghép vào trong nó. Lâu ngày dài tháng thì nó cũng sẽ biến thành hạt ngọc trai. Đối với những con trai yếu ớt, khi mà những hạt sàn, hạt cát rơi vào trong thân thể nó mà nó không chịu đựng được, thì sau một thời gian ngắn nó có thể bị chết. Nhưng mà với những con trai có sức mạnh, có khả năng chịu đựng hơn, thì một thời gian sau, những hạt cát hay những hạt sàn đó qua quá trình tiết những chất nhờn trong thân thể của con trai sẽ biến thành ngọc trai. Và thưa quý vị, đó là điều mà hầu như tất cả chúng ta ai cũng biết, làm thế nào để có thể tạo ra những hạt ngọc trai. Trong cuộc đời này cũng vậy, rất nhiều lần cuộc đời đã mổ chúng ta ra và đặt vào thân tâm của chúng ta rất nhiều khổ đau, phiền não. Đối với những người yếu đuối, khi bị đặt vào trong mình những khổ đau, phiền não, thì những người ấy có thể than trời, trách đất, khổ đau, và thậm chí có thể đi đến quyên sinh mạng sống của mình. Những người dũng cảm, có khả năng ôm ấp những khổ đau, biết cách thức chuyển hóa những khổ đau, thì những khổ đau đó sẽ trở thành những bài học quý giá, những trải nghiệm quý giá để cho những người đó sống thành công ở trong cuộc đời này. Cho nên quý vị có thể thấy được rằng là khổ đau hay phiền não ở trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Sự khác biệt ở đây đó là chúng ta có đủ khả năng để ôm ấp những khổ đau và có biết cách thức để chuyển hóa những khổ đau thành hạnh phúc hay không mà thôi. Như nhà thơ Ban Giác có nói rằng là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, và là vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Cho nên để không rơi vào những vực thẳm của khổ đau, mỗi chúng ta cần phải biết trang bị những cách thức để có thể ôm ấp những nỗi đau, để có thể chuyển hóa những nỗi đau mà cuộc đời có thể đặt vào mình bất cứ lúc nào. Những cách thức đó được Đức Phật dạy rất nhiều ở trong các kinh điển, với giáo lý căn bản đó là tứ diệu đế, tức là bốn sự thật nhiều màu.
Thứ nhất đó là khổ đế, thứ hai đó là tập đế, thứ ba đó là diệt đế, và cuối cùng đó là đạo đế. Khổ đế ở đây có nghĩa là những khổ đau mà chúng ta đang đối diện. Tập đế có nghĩa là nguyên nhân tạo ra những khổ đau đó. Diệt đế tức là sự vượt thoát khổ đau. Và cuối cùng đạo đế là cách thức mà chúng ta vượt thoát những khổ đau đó. Ở đây chúng ta có thể hình dung một cách dễ hiểu về tứ diệu đế như vậy. Ví dụ như chúng ta đang mắc phải một cơn bệnh và chúng ta tìm gặp đến bác sĩ. Việc đầu tiên của bác sĩ đó sẽ là chẩn đoán những nguyên nhân gây ra căn bệnh của mình. Sau khi thấy được nguyên nhân gây ra căn bệnh của mình, việc tiếp theo đó là các bác sĩ sẽ đưa ra các cách thức để điều trị. Sau khi trải qua quá trình điều trị, chúng ta sẽ chấm dứt được căn bệnh mà mình gặp phải. Căn bệnh ở đây đó chính là khổ đế. Việc thăm khám để tìm ra nguyên nhân căn bệnh đó là tập đế. Việc chữa trị ở đây đó là đạo đế. Và việc thoát khỏi căn bệnh ở đây là diệt đế. Và cũng giống như căn bệnh vậy, tùy theo những căn bệnh bình thường hay là những căn bệnh hiểm nghèo mà bác sĩ có những cách thức để chữa trị khác nhau. Và trong đạo Phật cũng vậy, tùy theo những phiền não, những khổ đau mà có những cách thức giải quyết khác nhau. Mà trong đạo đế tức là những cách thức chuyển hóa phiền não để trở nên an lạc, hạnh phúc, giải thoát, thì Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đến 37 phẩm trợ đạo, mà trong một video ngắn này chúng ta không thể nào có thể nói hết được. Chúng ta chỉ có thể nói sơ lược qua về 37 phẩm trợ đạo như là một sự giới thiệu để cho tất cả quý vị và các bạn, nếu như có thời gian, chúng ta hãy tìm hiểu đó là gì: tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Đó chính là 37 phẩm trợ đạo, hay nói cách khác là 37 cách thức mà dựa vào đó, nếu như có sự học tập đúng đắn, chúng ta có thể chữa trị triệt để tất cả những căn bệnh của mình đang gặp phải. Thông qua câu chuyện tối hôm nay, mỗi chúng ta khi gặp phải những khổ đau phiền não cũng hãy làm như cách mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta trong tứ diệu đế. Thứ nhất đó là hãy thừa nhận khổ đau xảy ra với mình. Thứ hai là tìm ra nguyên nhân nào đưa đến khổ đau đó. Thứ ba là cách thức để có thể chuyển hóa những khổ đau đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thoát khỏi những khổ đau đó. Mong rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian để tìm hiểu những lời của Đức Phật dạy, để có thể chuyển hóa những khổ đau phiền não của mình gặp phải, để có một đời sống hạnh phúc an vui. Xin chúc cho quý vị một đêm an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay Tâm Nguyên xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một người thợ mộc lên rừng đốn được một cây gỗ đem về nhà. Sau đó ông chặt làm 3 khúc. Mỗi khúc ông đẽo thành một chiếc thùng. Chiếc thùng thứ nhất người thợ mộc dùng để đựng phân, cho nên gọi là thùng phân. Chiếc thùng thứ hai người thợ mộc dùng để đựng nước, nên gọi là thùng nước. Và chiếc thùng thứ ba người thợ mộc dùng để đựng mật ngọt, cho nên gọi là thùng mật. Những người hàng xóm khi mà ghé đến nhà người thợ mộc này, đi ngang qua thùng đựng phân, ai cũng tránh né.
Khi đi đến thùng nước thì ai cũng muốn lấy nước để uống. Và khi đi đến thùng đựng mực ngọt, ai cũng muốn nếm những giọt mực ngọt ngào ở trong thùng mực đó. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta hôm nay chỉ rất ngắn như vậy. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng dạy cho chúng ta rất nhiều bài học ở trong cuộc sống. Những chiếc thùng là giống nhau, bản chất như nhau, nhưng do chứa đựng những thứ khác nhau mà có tên gọi khác nhau. Và mỗi chúng ta sinh ra ở trên cuộc đời này cũng vậy. Ai sinh ra cũng đều là con người, nhưng vì có những suy nghĩ khác nhau, có những quan điểm khác nhau và có những việc làm khác nhau mà tạo nên những hạng người khác nhau. Do đó mà người xưa cũng nói rằng là nhân chi sơ, tính bổn thiện. Có nghĩa là vốn con người ta khi sinh ra, ai cũng hiền thiện, ai cũng tốt đẹp, ai cũng trong sạch. Nhưng dần theo năm tháng, khi chất chứa những suy nghĩ, những việc làm khác nhau mà trở thành những con người khác nhau. Và khi chúng ta suy nghĩ như thế nào, chúng ta hành động như thế nào, thì chúng ta sẽ trở thành như vậy. Như Đức Phật cũng đã chỉ dạy rằng, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu nói năng hay hành động với tâm ý bất thiện, khổ não sẽ theo sau, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Và Đức Phật cũng nói rằng, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu nói năng hay hành động với tâm ý thiện lành, an lạc sẽ bước theo sau, như bóng chẳng rời hình. Do đó chúng ta có thể thấy được rằng hạnh phúc hay khổ đau cũng đều từ tâm mà ra. Nếu như mỗi ngày tâm của chúng ta hướng về những điều bất thiện, thân của chúng ta hướng về những việc làm bất thiện, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một cuộc đời bất hạnh. Nhưng nếu như mỗi ngày chúng ta đều vun bồi tâm thiện, đều làm những việc thiện, thì chắc chắn cuộc đời của mình cũng sẽ trở nên hạnh phúc. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng tất cả mọi sự, mọi việc ở trên cuộc đời này cũng bắt đầu bởi những dòng suy tư. Ban đầu những ý nghĩ đó có thể rất là nhỏ, nhưng mà khi được các yếu tố bên ngoài tiếp sức thêm thì nó có thể trở nên lớn mạnh mà ngay lúc đó chúng ta không thể nào có thể kiểm soát được. Cho nên không thể nào coi thường một ý nghĩ rất nhỏ đang phát sinh hoặc là sẽ phát sinh ở trong chính mình. Cho nên chúng ta không thể nào coi thường một ý nghĩ dù nhỏ nhoi đã phát sinh hay là đang phát sinh ở trong chính mình. Năm 1972, có một nhà khí tượng học đồng thời là chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn, ông tên là Edward Lawrence, đã từng phát biểu rằng một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một trận bão rất lớn ở bang Texas của nước Mỹ. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là chỉ với một cánh bướm đập nhẹ nhàng thì chẳng gì là lớn lao cả. Nhưng nếu như với lực đập đó của cánh bướm và được tác động bởi các yếu tố ngoại duyên làm cho nó trở nên lớn mạnh, thì dù là một cánh bướm nhỏ đập cánh ở Brazil nhưng mà cũng có thể gây ra một trận bão rất lớn ở nước Mỹ. Ở đây chính những lời nói của Đức Phật, của các nhà khoa học để một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng đừng bao giờ khinh thường bất cứ một điều gì, dù điều đó là nhỏ nhặt nhất. Đức Phật cũng đã từng dạy rằng có bốn việc mà không nên coi thường. Thứ nhất đó là không coi thường một đốm lửa nhỏ. Thứ hai đó là không coi thường một con rắn nhỏ. Thứ ba đó là không coi thường một hoàng tử nhỏ. Và thứ tư, không coi thường một vị tu sĩ nhỏ. Một đốm lửa nhỏ nếu như không được dập tắt có thể gây ra một trận hỏa hoạn rất lớn.
Một con rắn nhỏ nếu như có chứa nọc độc cũng có thể cắn chết người. Một vị hoàng tử nhỏ nếu bị khinh thường, sau này lớn lên làm vua cũng có thể gây ra rất nhiều đau khổ cho người khác. Và một vị tu sĩ nhỏ, hay nói cách khác là một vị tu sĩ trẻ, nếu như tinh tấn tu tập, sau này chứng đạo sẽ có thể giáo hóa, làm lợi ích cho rất nhiều chúng sanh. Nhưng nó là yếu tố ban đầu để trở thành bất cứ những điều gì to lớn sau này. Như người xưa đã nói, đường dài vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân đi. Cho nên ở trong cuộc đời này, chúng ta không thể coi thường bất cứ điều gì, dù điều đó là nhỏ nhoi nhất. Như chúng ta cũng thường hay nghe nói, đó là một bước chân lỡ thì có thể ngàn năm ân hận. Một việc làm sai lầm, một ý nghĩ sai lầm cũng có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng to lớn. Do đó mà ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta, muốn tạo nên những điều tốt đẹp, thiện lành, thì chúng ta phải có một thói quen, có một nếp sống, mà nếp sống đó phải được đặt tên là hạnh phúc. Khi chúng ta có được nếp sống hạnh phúc thì chúng ta sẽ bắt đầu thực tập mỗi ngày, sẽ suy nghĩ tích cực, sẽ nói năng thiện lành và làm việc tốt đẹp. Có như vậy thì cuộc đời của chúng ta mới đi về hướng của sự an lành. Và muốn đặt những bước chân thật vững vàng trên con đường thiện lành đó, thì mỗi chúng ta, không chỉ bản thân mỗi ngày cố gắng nỗ lực, mà chúng ta còn phải biết thân cận những người bạn lành. Mà như trong đạo Phật, Đức Phật hay dạy chúng ta, đó là hãy thân cận những người thiền hữu trí thức, tức là những người bạn lành có trí tuệ, có lòng từ bi, sẽ dẫn dắt và đưa chúng ta đến con đường của sự cao đẹp. Ngay như người Việt Nam mình cũng hay nói một câu rằng, trăm năm ở với người đần không bằng một phút ở gần người khôn. Chỉ cần một lời nói thiện lành khuyến khích đúng lúc, hay một việc lành giúp đỡ cho chúng ta, thì chúng ta cũng đã có thể làm cho cuộc đời của mình bước sang một trang mới hạnh phúc và bình yên hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có kể lại một câu chuyện rằng, một hôm thì Đức Phật ở tại nước Xá Vệ đã từng dạy các vị thầy tỳ kheo rằng, này các thầy tỳ kheo, nên thân cần các bậc thiền tri thức, chớ tập theo ác hành, chớ tin vào ác nghiệp. Vì sao thế? Vì khi gần gũi bậc thiền tri thức rồi thì niềm tin sẽ tăng trưởng, giới đức sẽ tăng trưởng. Giới đức ở đây có nghĩa là các phẩm chất đạo đức. Văn sẽ tăng trưởng, văn ở đây có nghĩa là sự học tập cũng sẽ tăng lên. Thí sẽ tăng trưởng, có nghĩa là sẽ biết chia sẻ, bố thí, giúp đỡ cho người khác nhiều hơn. Và cuối cùng đó là trí tuệ cũng tăng trưởng. Như vậy thì Đức Phật một lần nữa khẳng định cho chúng ta rằng, nếu như chúng ta biết thân cần những người bạn lành thì chúng ta có được 5 phước báo. Thứ nhất đó là lòng tin tăng trưởng. Thứ hai đó là phẩm chất đạo đức tăng trưởng. Thứ ba là sự học tập cũng sẽ trở nên tiến bộ. Thứ tư đó là biết chia sẻ nhiều hơn. Và cuối cùng đó là trí tuệ mỗi ngày mỗi lớn thêm. Vì vậy mà thông qua câu chuyện này, mỗi người chúng ta mỗi ngày hãy cố gắng thực tập nếp sống thiện lành qua từng nếp nghĩ và nếp làm, để cho bản thân của mình mỗi ngày một hạnh phúc, và đem sự hạnh phúc đó truyền trao cho tất cả những người xung quanh của chúng ta. Xin chúc quý vị có một đêm an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị một đêm an lành và được nhiều sức khỏe.
Thưa quý vị, tối hôm nay Tâm Nguyên xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một anh chàng này tên là Lía. Và Lía là một người làm đầy tớ cho một người chủ tên là Bảy Mập. Lía rất là siêng năng, chăm chỉ, làm tất cả mọi việc mà ông Bảy Mập giao cho. Chỉ mỗi tội là Lía không được thông minh cho lắm. Một hôm ông Bảy Mập có việc phải đi vắng, cho nên mới dặn anh chàng Lía này rằng: "Này Lía, con phải coi chừng cửa nẻo, kẻo ăn trộm đó nha." Chàng Lía liền thưa lại: "Thưa vâng ông chủ, con sẽ coi chừng cửa nẻo cẩn thận ạ." Khi ông Bảy Mập rời nhà không bao lâu thì có một đoàn ca nhạc vừa về đến làng. Lía là một người rất mê xem những chương trình ca nhạc, nhưng mà nhớ lại lời ông Bảy Mập. Lúc này Lía đứng ngồi không yên, đi thì không được mà ở thì không đành, không biết làm sao để có thể đi xem những chương trình ca nhạc hấp dẫn mà anh ta đã mong ước từ lâu. Lía cứ đi lui đi tới hoài trong nhà, vò đầu bứt tóc tìm cách suy nghĩ. Cuối cùng thì anh chàng Lía nghĩ ra được một diệu kế. Khi nghĩ ra được diệu kế này thì anh Lía liền thực hiện. Đó là Lía tháo hết tất cả những cánh cửa ở trong nhà, chất lên một chiếc xe rồi đi đến rạp xem hát. Khi chương trình ca nhạc kết thúc thì Lía lại chở tất cả những cánh cửa đem về nhà và lắp lại vào chỗ cũ. Đồng thời lúc ấy thì ông Bảy Mập cũng trở về nhà và cảm thấy rất là bất ngờ, tại vì tất cả mọi đồ vật ở trong nhà không cánh mà bay, tất cả tài sản đã biến mất vì ai đó đã vào để ăn trộm tất cả. Thưa quý vị, ở tới đó thì quý vị có thể biết được rằng là ông Bảy Mập sẽ nói câu gì với anh chàng Lía rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây, ở trong câu chuyện này, chúng ta thấy đó là anh Lía đã rất vâng lời người chủ của mình, đó là coi chừng cửa nẻo một cách rất là cẩn thận. Tuy nhiên điều mà khiến cho chúng ta phì cười ở trong câu chuyện này đó chính là anh chàng Lía đã làm tất cả mọi việc một cách rất là máy móc mà không hiểu được ý của người chủ, đó là phải bảo vệ những tài sản ở trong nhà. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống này của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta có được một quan điểm để sống, chúng ta có được một đường hướng để đi tới, thì đích đến của những quan điểm đó, của những đường hướng đó chính là hạnh phúc. Nhưng nhiều khi chúng ta quên đi đích đến của mình, mà chúng ta thường chấp chặt vào những quan điểm hay những đường hướng mà mình đang đi. Chính vì tôn thờ, chính vì ôm giữ những quan điểm hay những đường hướng đó mà chúng ta đã mất sạch đi hết tất cả những gì mà đáng lẽ chúng ta phải có. Đó là hạnh phúc, đó là thảnh thơi, đó là tự tại, đó là giải thoát. Và ở một mức độ khác, nhiều khi để bảo vệ cho những quan điểm, cho những đường hướng của mình mà chúng ta đã gây nên rất nhiều các cuộc tranh cãi, các sự lý luận để chứng minh rằng quan điểm của mình, đường hướng của mình là đúng. Và rồi chúng ta thực sự đã chôn vùi đích đến của mình lúc nào mà không hay. Trong kinh thì thường đưa ra một hình ảnh, đó là ngón tay chỉ mặt trăng. Ví dụ khi chúng ta thấy được một vầng trăng ở trên bầu trời thì muốn chỉ cho ai đó cùng xem thì chúng ta sẽ đưa ngón tay lên và chỉ về phía có mặt trăng. Mục đích của chúng ta đó là ngắm nhìn ánh trăng, chứ không phải là nhìn vào cái ngón tay, mà ngón tay chỉ là phương tiện để đạt được mục đích. Tuy nhiên ở trong cuộc sống, nhiều khi mình quên đi mục đích, quên đi sự cứu cánh mà chúng ta chỉ chấp chặt vào những phương tiện, và có khi
những phương tiện của mình, chẳng hạn như là những quan điểm, những lý tưởng, và chúng ta coi rằng đó mới là cái tốt nhất, đó mới là quan điểm tốt nhất, đó mới là đường hướng tốt nhất, thì chẳng khác nào một người mà lúc nào cũng khen rằng ngón tay của mình đẹp hơn ngón tay của người khác, ngón tay của mình hoàn hảo hơn ngón tay của người khác. Mà một ngón tay hoàn hảo hay không hoàn hảo, nó không phải là cứu cánh, mà cái cứu cánh ở đây đó là chúng ta đã quên mất đi việc ngắm nhìn những ánh trăng, mà cứ lao vào những cuộc tranh cãi về các ngón tay dài ngắn, hoàn hảo hay là không hoàn hảo. Do đó mà ở trong cuộc sống này, chúng ta cần phải biết đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh. Nếu nhầm lẫn phương tiện là cứu cánh thì cả cuộc đời của chúng ta vì ôm giữ phương tiện đó mà không thể đi đến được chân trời mà chúng ta đã vạch ra ngay từ đầu. Ngay như trong kinh Trung Bộ, Đức Phật cũng nói rằng tất cả giáo pháp của Ngài cũng giống như là một chiếc bè để đi qua sông. Và khi đã đi qua sông rồi thì không ai lại đổi chiếc bè lên trên đầu và đi trên bờ nữa. Khi qua đến bờ bên kia rồi thì phải bỏ bè lại. Và chúng ta cũng vậy, tất cả những phương tiện mà chúng ta có, dù đó là một quan điểm, dù đó là một lý tưởng, thì đó chỉ là phương tiện. Khi đã đạt đến được sự cứu cánh, đạt đến được mục đích mình rồi thì chúng ta cũng phải bỏ đi tất cả những phương tiện mà mình đã sở hữu. Bởi những phương tiện dù được diễn tả dưới hình thức nào, dù được làm bằng chất liệu gì đi nữa, thì nó không thể là cứu cánh. Cũng giống như là ngón tay, chứ ngón tay không thể là mặt trăng. Ngay như người xưa cũng đã nói rằng là văn dị tại đạo, tức là dùng ngôn ngữ để truyền tải đạo lý. Ngày nay chúng ta vì chấp chặt vào từng câu chữ, ví dụ như là phải nói như thế này mới đúng, phải căn cứ vào trang sách này, trang vở kia thì mới chính xác. Nhưng chúng ta đã quên một việc, đó là chúng ta phải đạt ý mà quên lời. Đạt ý và quên lời đây có nghĩa là chúng ta hướng đến sự cứu cánh và bỏ lại những phương tiện khi không cần thiết nữa. Bởi vì sự cứu cánh hay chân lý là những gì không thể diễn tả được, mà nó phải được trải nghiệm, trực nghiệm, hay phải được từ bản thân mình giác ngộ. Còn tất cả những sự diễn đạt bằng ngôn ngữ hay bằng hình thức nào đó cũng chỉ là vỏ ngoài của chân lý mà thôi. Do đó mà ở trong cuộc sống này, chúng ta hãy biết nhận ra đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh. Và hãy nhớ như lời Đức Phật dạy, khi đã đi qua đến bờ bên kia thì hãy bỏ lại chiếc bè, chứ đừng đổi chiếc bè đó đi lên trên bờ. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ biết sử dụng mọi phương tiện một cách khéo léo và thông minh để đạt được sự cứu cánh mà chúng ta mong muốn. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.